Chào cưng, mai lại ghé. Chồng yêu về rồi đấy à? Có mùi lạ, nhịp tim nhanh do mới vận động cường độ cao. What? Cô thôi đi, làm đàn ông rất mệt nên thỉnh thoảng quen vài cô bên ngoài là chuyện bình thường. Anh nói đúng đấy. Em cũng thấy hợp lý phải không? Phụ nữ sinh nở cũng rất mệt. Thế nên con của anh hay nhớ của ông hàng xóm cũng chẳng vấn đề gì. Anh thấy đúng không? Cứ đả này khó đi tiếp với nhau lắm. Bố mẹ sắp ly hôn mà con chẳng thèm quan tâm luôn à? Thế lúc bố mẹ cưới, có quan tâm ý kiến của con không? Con cái! Luật sư, phí ly hôn là bao nhiêu? 1.000 đô thưa anh. Sao trước có 300, giờ đắt thế? Muốn tự do, luôn phải trả một cái giá đắt. Chúc mừng ông đã được tự do. Ba! Con! Ba! Con! Mày ăn lẩu thôi. Ai hốt thì mà. Cái gì ấy nhỉ?